Cò bé dương côn tay kìn rú nằng bón ứng, côn tay nằng tuân giáo, lưng kìn rú hồ hôm bền tương bản, nằng chú bón phiền piêng chằm hồi nằm, mi bưng tồng na cắm khèo phi phưa, cánh chằm bá bu đồng còm. Côn tay tuần giáo mi lại lu vũ trang cuồng bản phải hút mường dệt đốc năm vầy hai năm sớ na pu khẩu phà xuân pu phác hòm nọ nằn o côn tay rú nỉ nhăng chóng anh tành liềng sát dính vết cái hán nan hút nòng tành phà vòm cấp pu cỏ kìn ma vầy mả pe dê dươn cuồng chua hơn. Côn tay nằng tuân giáo mi số nừng nghe trên lang xương dệt trường mày sàn chu tàng trường lưng sủ sống cuồng đơi kiền rú cuồng phưng tàng trường ven xanh kiên phừa cắp đơi kiền rú khòng sầu lọ bèm đối cắp côn tay bèm bao lút dìa đầy cuồng đơi kiền rú hàng mử báu trong to vài chuông xuồng sửa phải pháy mày pe bèm những men tàng trường minh nghĩa chơ côn mê đơi xỉa tụt cái tay đó tự nhiên đó há bèm rồi à yên đó khá hậu rồi trang phụ trang ra đó há phụ kinh sống há nó phải giảm hơn đó phụ gia ở hậu đó cả kít cả pe cả phải thò má rồi cũng xiong gì trên đó là sẽ cả vềm đuôi nó khóa đánh kìa anh nào bà ba chơi hùa hấu phụ cái trái hấu nè trên đó còn sòn má mà ở cái trái đó còn mấy hạt hôm luôn khởi mía nè đuôi nè khởi mía đó còn hạt hôm phải bây giờ đó bình những đó là bình khởi áo cà đó bình hát luôn và áo mía đó bình sòn hát vềm trên đó bình đầy sàm bình đầy hốt khòn quá đu quá trên đó còn phụ cái trái đó còn bình ba bán cái đấy cái đó yên mà còn những ở vây rồi mềm những ở vây đó tôi đàn sẽ còn những mấy đánh ẩu cái đó còn thầu hôm mà cái phần nhiên đó còn mềm trái đó còn hôm hôm đó sổ má đó tàu khá tăng mà phần đó tài đó phần nhiên cả sẽ còn mềm đi ở vây trường sẽ cứ thường theo còn trái mà cả ở vây còn hôm cứ thường theo mà ăn xuống sửa vẫn luôn đấy quá trời hôm biết đấy nhớ bài hậu. Nừng cuồng bưng tàng trường bao lút dìa đầy cuồng mỏi chua hơn côn tay lọ khàng mỏ nừng tông y men tàng trường sút ti cân sẵn mi lại luôn nghe ở cuồng sù sống cánh mi nghe ở cống sơ khòng mỏi chua hơn côn tay vừa sưng năn mỏ nừng tông đầy côn tay quý banh ma tang lang đì sù sống côn tay sủ mỏ nừng tông vài nừng khẩu nừng phắc cánh chuồng hong dệt lại tàng trương kiền ấn chọp các luông kiền rú khòng sầu mỏ nừng tồm nằm phột hòn sống sống dệt hở khẩu trương kiền nằng cuồng hầy tàng sớ tinh mỏ nừng xúc ho ở bay là nừng hàng mưa đây mọi mưa hướng là hao phải một sóng tươi đấy hiện là từ tay nừng khẩu nừng phát từ tay nừng nó cá thứ hao này dùng cái nên hàng mọi nữ cấp hai hiện là vào mi hai này các bao mi mọi nữ thì hao khá khó hiện là khá bất đại kín khá bất chém để nếu đâu ăn no ăn hao diệt hàng mươi đâu chuyện là mà hiện sau chưa sau khẩn lần gần máu thì sao cứ mặc hiểu mà nửng khởi nên mất mi nghĩa nó là anh ạ ý nghĩa là đốt đi té cho bảo cho phú hấu hiện là hấu chen ma là tần hấu cái này đi đới cái trâu của mi xin chết xin đấy vẫn tiền neo là tôi đi đấy đi tay không đấy đến đó chẳng diệt lý hết à đi này mất mi té trâu ma đâu bởi vì hướng là ao mà ao khẩn nửng kinh hàm mất chép
đấy để kín thằng mấy kẹp vào làng má là hở đu hà lan hấu là tiếp theo khoảng mấy tháng hay mà nữ nghị cấp hai khẩu nữa chứ khẩn thân má được ao khẩn má con đấy xin sửa nùng nửa khòng côn tay rú tuân giáo đầy nhịp tắt cắp lại tàng phải hung hưa la cằn chăn ngam tà xin sửa nùng nửa mi luông bằn trẻ nhanh trai nóm noi xin sửa nùng nửa khòng phủ nhanh tay rú tuân giáo nhắc hiểm phầy đầy luông tắt nhịp xương mưa lang bàng trầu ha và có mi số nương khù lạ bẹt cắp xỉn sửa nơ nung khòng côn tay đầm rú mương thành té cháu ta lại cái phật tay té cho ải cho em má ra hiền em khi cháu đã nung sửa cỏm sĩ xin ở má cho đu cho làn nung găng khay găng đổi mới là hương nung ói ế chứ là trắng má ép đâu mắt cả lá ăn tay thành hoa sửa cỏm đi lá tay thành lá ế ăn co mắt đi đó cả ha vô bẹ co sửa mương thành có sửa mương thành đó ha lạ sẽ có ô có sùng xe xin là có sửa đằng mương quay hay đó rồi dệt có nồi tắm xe nồi nưng nên là dệt đằng bá sửa y mương thành đó là sao dễ dệt đằng y kép nồi nưng xin là sửa mương quay rồi dệt đằng bừa mắt đi tó bừa cả tó bé cần nếu cần thuế mà đó rồi dệt bừa mắt đi là gian đúng xe nồi nưng xe mương thành lá ăn đa nếu nịn lo là ăn nạp mà đi mà ở mương thành đó sau ông ăn rùa mắn bao thì thân nạp ý sĩ khép sao có khép sẽ phải sao khép ăn hai mươi phải rùa mắn khép sao ý trên men oi nồi nương xin ăn thấy mương quái đó đâu bất sợ sau khi ăn rùa sao nạp rùa nạp sửa rùa nạp sửa xin tay thành đấy qua nhìn mương thành đó sau rùa nạp sửa hai tay qua hai đầu bất sợ mương quái lá ăn bất sợ ý lá sẽ mương thành lá ý ăn sửa cỏ mi nung chết được cái này té cháu cho em thấy má ha nung sửa cỏ dữ lạ chưa cháu tên nung phải hay phải ná cái này khăn này đó cứ phải thầu đó cứ vẫn nung phải hay phải ná lại hai cuốn khăn này là sầu sửa ôn hoặc sửa xin ở vấp bó đi với nung này sửa bày viên nát này má khăn này đó cứ khen hơn cản nung ế mà đó là chưa phải giỏng ngăn nhớ là chưa kín cưới kín lóng ngăn ăn đó nung sửa cỏ đó là chưa bình thường té sửa cỏ nung sửa bình thường thế thôi chưa giỏng kín lẩu kín cưới té bởi vì sẽ có mấy cái bất biến với phá chăn thế này hắn cũng sẽ có mấy cái này côn tay đầm rú tuân giáo cò tằng cầu pê sương côn tay đầm rú mương thành tằng cầu tới thành tới cái ba mương quay đó áo lai cắn tằng cầu tới quái đó là giết khoảng có ma tăng đi sĩ tằng cầu sâu mướn thành đó là giết may mắn má pín má tăng nà sĩ tằng cầu mướn quái đó áo lá tằng cầu cả lá ba cả lá đâu may mắn cứ cứ cả nặng bao lá may mắn đó lá căn mướn thành đó bác may mắn mặn bên ý xin là may mắn mướn quái đó sao bác căn may mắn thép hà hao ăn khen lại thôi hôm nay mướn thay mi cam nó cỡ áo mới gần phải biết hết và mướn thẹn rồi bắt mấy màn mà nó được tầng cầu nó tăng nè mướn qua đây tầng cầu ô xe nôi nâng mướn thẹn nó cho tầng cầu nói hết chằm và mi luông can phà lại nên văn hóa càng chu chừa côn ha và côn tay rú tuân giáo nhắc hiểm bày đầy nên chăn văn hóa khòng chừa côn chầu từ té luông kìn rú xỉn sửa nùng nửa luông ỉn buồn khắp xe bảng hồi ngần lang nặng chí phay cuồng đàng hơn han sum hâu sầm nắt mặc bưng nên văn hóa trên lang sáng sờ khòng chừa con trầu cài lại dàn nham cò tạ bền nên văn hóa trên lang sáng sường khòng chừa con tay rú tuần giáo.